xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của Ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày thứ 6, 29 tháng 3, 2024. Bây giờ là 8 giờ sáng. Ba Michael đang có mặt ở đây là ngã tư Nguyễn Văn Luông với đường Hậu Giang. Hồi xưa trước năm 1975 á, ngã tư này người ta còn được gọi là ngã tư Phú Định, bởi vì cái con đường Nguyễn Văn Luông này á là con đường Phú Định nha bà con, cho nên ở đây người ta gọi là ngã tư Phú Định. Đến năm 72-73 gì đó, con đường này được đổi tên lại là con đường Thiệu Trị. Rồi giờ mời bà con cô bác cùng lên xe để Ba Michael chở bà con cô bác đi dạo vòng Sài Gòn. Hôm nay là 29 tháng 3 rồi bà con. Cuối tháng 3 này là ở bên Công giáo người ta có một cái lễ rất là lớn, đó là lễ Phục Sinh đó bà con. Cái lễ Phục Sinh này đối với những người Công giáo là nó lớn tương đương với cả lễ Giáng Sinh luôn nha bà con. Giáng Sinh với Phục Sinh đó là hai cái lễ rất là quan trọng đối với người Công giáo. Còn bên Phật giáo thì hình như nhiều hơn. Bên Phật giáo thì nhưng mà hôm bên Phật giáo hình như cũng chỉ có hai cái lễ được tổ chức rất là lớn, đó là lễ Vê Sát, là rằm tháng tư á, trăng tròn tháng tư, với lại một cái lễ nữa đó là lễ Vu Lan, Vu Lan Bồn, Vu Lan Báo Hiếu. Đó là hai cái lễ cực kỳ lớn của những người theo Phật giáo. Còn có đạo Cao Đại, đạo Hòa Hảo thì Ba Michael không biết là đạo Cao Đại như có một cái lễ vào cái ngày rằm tháng 8 á bà con. Cái lễ đó tên là gọi là lễ gì Ba Michael duy trì gì đó Ba Michael quên rồi, bà con bác nào có nhớ bà con bác chắc giúp Ba Michael nhé. Còn đạo Hòa Hảo thì cũng có một cái ngày lễ rất là lớn, Ba Michael không nhớ, bà con bác nào có nhớ xin nhắc giúp Ba Michael luôn. Bên đây phải này hồi xưa là bót Nguyễn Văn Tố nè, nằm dưới cầu Hậu Giang. Bầu trời ngày hôm nay nó không có nắng đâu con, mây mù nó che đen bao phủ hết. Nhưng mà xin thưa với bà con bác cứ yên tâm, không cần phải đem áo mưa. Sài Gòn mùa này là nó đang giao mùa giữa mùa nắng và bắt đầu chuẩn bị kết thúc mùa nắng chuyển sang mùa mưa, thì bầu trời nó như vậy đó bà con. Nhưng mà trong giai đoạn này thì hoàn toàn không có mưa, dù nó có chuyển đen thui thì lùi luôn cũng không có mưa. Nhưng mà khi mà đã vào được tới mùa mưa rồi là xin thưa bà con cô bác, trời nắng chang chang nó thích là nó mưa. Thời tiết ở Sài Gòn mình nó ngộ lắm, một năm nó chỉ có hai mùa thôi, mùa nắng và mùa mưa. Nắng thì nắng chang chang, nắng cháy da, mà mưa là mưa tầm tã, mưa xối xả. Nhưng mà nó cũng không đến nỗi mà nó khắc nghiệt đến nỗi là nó mưa dầm mưa về như ở ngoài miền Trung với miền Bắc nha mọi người. Ba Michael nhớ ngoài miền Trung miền Bắc á, vào cái dịp mùa mưa cái là nó mưa dầm về có khi cả tuần. Còn miền Nam này á là mưa thì mưa rất là lớn, mà tạnh thì tạnh cũng rất là nhanh. Chỉ sợ là có lâu lâu thỉnh thoảng có cái mưa bong bóng thôi. Trời ơi, mưa bong bóng nó dai bà phố nội luôn. Bên tay phải này là rạch Hậu Giang nè. Hồi xưa đây là rạch Hồng Liên. Bánh mì xíu mại nè. Bánh mì thịt. Nhìn mấy cái xe gánh đó tự nhiên Ba Michael nhớ hồi xưa quá. Hồi xưa mấy cái xe bánh mì nó hiếm lắm bà con. Đa phần là bánh mì Ba Michael mua trong mấy cái gánh. Họ để những cái cục họ đưa lên đẹp lắm. Thêm cái tấm thớt nữa rồi bắt đầu sắc thịt, rồi bắt đầu cái mình mua cái mình nữa. Bà con cô bác còn nhớ những cái cảnh ăn đó bà con. Họ gánh từng cái giỏ thúng những mấy giỏ đó Ba Michael cũng quên rồi, mấy cái đòn dông á, cái đòn, nói chung là cái quăng gánh quên rồi, quên không biết gọi cái đó là cái gì rồi.
ha. Rồi sau đó họ gánh đi họ bán. Bánh mì cũng vậy, bún cũng vậy, bún thì họ để cái nồi vô đó. Rồi vừa đi mà họ vừa rau nữa đó. Ai ăn bánh mì không? Hay là ai ăn bánh mì thịt không? Còn mà này, những người mà bán cố định một chỗ thì họ để cái bàn gỗ à. Bằng cây á hả? Mình gọi bằng gỗ cho nó sang chứ hồi xưa đâu ai gọi bằng gỗ. Bằng cây à. Đúng không bà con? Bây giờ ba mày còn thấy người ta gọi là gọi bằng gỗ à. Chứ ba mày còn nhớ hồi xưa là như mình gọi bằng cây vậy à, ghế cây. Không biết đúng không nha. Cái này lâu quá rồi, nhớ mang máng thôi. Nhưng mà ba mày còn nhớ hồi xưa á à, dân Sài Gòn mình nó không có ai gọi là bằng gỗ cả. Bằng cây à, cũng có chứ hả, gỗ cũng có. Nói chung là không nhớ mang máng nha ba mày còn nhớ. Tại vì trong cái giai đoạn mà thập niên 80 á, nghèo quá cho nên không có xài bằng gỗ. Đa phần là lấy mấy cái cây đóng lại mà cho nên gọi là bằng cây. Rồi đường này đường Cao Văn Lầu rồi bà con. Đường Cao Văn Lầu này xưa là đường Lê Văn Hiền nè. Nhắc cái vụ cây cái ba mày gọi mới nhớ để ba mày gọi chia sẻ. Không biết bà con cô bác còn nhớ không à, trước năm 75 thì thật sự ba mày gọi không có nhớ nhiều à, nhưng mà sau năm 75 á, nhất là trong cái giai đoạn mà ba mày gọi nhớ mà rõ nhất nhiều nhất đó là thập niên 80 à, cái thời bao cấp đó bà con à, bà con cô bác có còn nhớ không? Hồi xưa bên tay phải ba mày gọi đây là Trần Y Viện nè. Con đường này đường Phạm Đình Hổ nè, hồi xưa đây có cái cầu Phạm Đình Hổ nè. Chỗ đó mình đi rồi. À, để ba mày cầu đi méo qua bên quận 11 đi. Mấy chỗ này đi hoài. Con đường này chúng ta đang đi là đường Phạm Đình Hổ. À, xin thưa bà con cô bác, không biết bà con cô bác nào còn nhớ cái cảnh này không này. Mà chắc có cô chú bác nào mà đi ra rời Sài Gòn năm 75 mà chắc không biết cái cảnh này đâu. Nhưng mà những ai sống cái thời bao cấp thì chắc sẽ nhớ. Đó là nhà nào, nhà nấy hồi xưa là đều chất củi vậy bà con à, gọi là chất củi á. Cái cây, củi, bất cứ thứ gì mà có thể đốt được à. Hồi đó ba mày cầu nhớ hả, gia đình của ba mày cầu á, là lâu lâu á, mà xin được mấy cái công trường á, giả sử xây dựng cái gì bà con, thì mấy cái công trường đó nó thường hay mua cây để nó đóng để nó làm cái đột kê gì đó à, gia đình ba mày cầu mà xin liên hệ hay là mua hay là làm gì xin á, không biết, nói chung giờ không nhớ, thì thế là chở lấy chiếc xe Pro bà con. Bà con cô bác còn nhớ được cái xe Pro không? Hồi đó là thời thập niên 80 xe Pro nổi tiếng lắm á. Chở hàng cũng được mà chở người cũng ok luôn. Đó, xin mấy cái chiếc xe đó hoặc là nhiều nhiều một chút xe hàng. Đó, chở về tới nhà được. Trời ơi, ta nói hả? Từ gầm giường cho đến cái chỗ nào mà để củi được là để nha bà con. Nha. Cây lớn, cây nhỏ, cây gì đó đủ thứ loại cây hết. Là cứ chất đầy dầm giường, chất đầy trong nhà, chất đầy trong ngõ. Củi hồi xưa, cây hồi xưa nó tốt quý lắm bà con. Ta nói hả, phải đi mua. Rồi thêm một cái loại nữa, củi dầu à, mua mấy cái cây củi dầu á, về để mồi lửa à. Ba mấy gồ hồi đó thường hay đi bộ xuống dưới chợ Cầu Kho á, đi mua một bó củi dầu về đó, xong trẻ trẻ nhỏ nhỏ ra. Và xài tiết kiệm lắm bà con. Không có kiểu mà kiểu như là cầm nguyên cây ra mua cái thanh nhỏ xíu như cái ngón tay này rồi mà về còn phải chẻ nhỏ ra nữa. Rồi bắt đầu cái mồi lửa. Cái thời đó thì cái thời mà nhà nhà cái như là xài bếp củi á bà con. Ta nói hả, bếp nhà người nào người nấy hả, nó đen thui, khói nó quằn quện à, bếp nhà bếp lúc nào cũng có đen. Cho nên mới có ông Táo mà lò nồi đó. Rồi do cái bếp nó đen, rồi bàn thờ ông Táo cũng đen.
Ba mấy cậu nhớ hồi xưa còn có thêm cái phong tục nữa, không biết nhà bà con của bác có nhớ không? À, đó là mỗi lần mà con nít nhà nào mà có con nít đó bà con, cái đi chơi hay là muốn, nói chung là con nít mà đi ra khỏi nhà đó là xuống lại ông táo, xuống xin phép ông táo đi, rồi xong rồi lấy cái ngón tay quẹt vô cái bếp một cái nồi quẹt lên mặt nó một cái, nó chứ quẹt lên chán đó. À, đi cầu ông táo phù hộ cho đi đường nó bình an, về nhà nó không có bệnh tật. À, bà con cô bác còn nhớ mà con. À, thì thôi lâu lâu rồi kể chuyện tán dóc với bà con cô bác những cái chuyện hồi xưa. À, ba Michael cứ cái kiểu làm phim của ba Michael là ba Michael đang tưởng tượng nha, chứ thực tế là chắc không có rồi, đang tưởng tượng các cô chú đang ngồi sau lưng của ba Michael đó, các cô chú anh chị và các bạn đang ngồi sau lưng ba Michael, rồi vừa đi ba Michael vừa kể chuyện ha, cho nên trên trời dưới đất vậy đó. Con đường này đường Tạo Quyên nè, hồi xưa các cô chú có nhớ là con đường này đó tên là con đường Tôn Họ Tường không, nổi tiếng là bán vịt quay đó, heo quay nữa, heo quay vịt quay. Thì cứ tưởng tượng, do cái tưởng tượng bà con cô bác ngồi sau lưng ba mấy cột, thành thử ra trên đường đi chắc ai đi ngang qua cái tưởng ba mấy cột hàng này chắc nó có vấn đề về thần kinh, tự nhiên nó đi trên đường nó đi cứ lảm nhảm. Bên tay trái này hồi xưa là post bà Hòa đó bà con, post Hòa, nơi đó là một cái post của cảnh sát đặc biệt. Nó cái ai đi ngang qua là chết ra rồi, cái hàng này tại sao mà nó đi mà nó lảm nhảm vậy ta. Tại camera của ba Michael phải giấu kín lắm, không giấu kín á người ta đi người ta biết mình quay phim, biết mình quay phim người ta chỉ cho chỏ. Ba Michael làm phim chứ ba Michael không muốn cho ai biết mình đi làm phim, thành thử ra ba Michael giấu dữ lắm. Bên đây là hồi xưa là phòng thương mại Trung Hoa nè. Rồi ở đây là con đường này là đường Tổng Đốc Phương nè bà con, với đường Hồng Bàng. Hồi xưa ở đây có một cái tượng đài chiến sĩ vô danh. Đây, tượng đài chiến sĩ vô danh đây. Bên kia là đó là trung tâm Hồng Bàng đó bà con, trung tâm giáo dục Hồng Bàng. À, trước năm 75 á. À, bà Michael hôm nay được nhớ được tới 5 cái địa phương. À, từng là có trung tâm giáo dục của Pháp. À, thứ nhất là Chợ Lớn nè, thứ hai Sài Gòn nè, thứ ba Đà Lạt nè, thứ tư là Nha Trang, Khánh Hòa nè, thứ năm là Đà Nẵng nè. À, 5 cái địa phương đó. Trước năm 75 có cái trung tâm giáo dục của Pháp, 5 trung tâm giáo dục rất là lớn. Đường xá bà con cô bác xem kìa, giờ xe cộ đầy thấy ghê luôn. Quá trời xe, xe hơi bây giờ rẻ quá, người dân ai cũng mua nổi với xe hơi, thành thử ra nó nghẽn. Nó nghẽn thấy ghê không. Giờ ra đường chạy ba mấy cầu đang hy vọng cho mấy cái
mấy cái toa metro cho nó xong cái để người dân người ta chuyển sang người ta đi metro, giảm bớt cái lượng kẹt xe trên đường. Bên đây hồi xưa là Bảo Sinh Viện Hùng Vương mà, bên kia đó là chạy Trần Nguyên Hãn. Nói chứ bà con bác ơi, mỗi vừa một chiếc xe gắn máy. Rồi bây giờ xe hơi bây giờ giá nó rẻ rời, rẻ xình luôn à, mình gọi là rẻ thúi luôn á. À, giờ chỉ cần vài 300 triệu à, là mua được chiếc xe hơi chạy à, mà người dân nào ai cũng mua. Rồi và cái đường phố nó lại nghẽn. Rồi, mời bà con các bác uống cà phê ha. Dừng ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Cái chiếc màu xanh VF5 hồi nãy bà con, đó là chiếc phiên bản mà rẻ nhất của xe điện VinFast đó bà con. Chiếc đó bà con bác chỉ cần 400 mấy chục triệu thôi bà con bác mua được rồi. Mà đâu phải 400 mấy chục triệu bà con bác trả một cái vèo đâu, nghe nói là chỉ cần có 100 mấy chục triệu thôi à. Còn đây nè, cái ổ này đắt bay nè, cũng là xe điện đó bà con. Xe này cũng xe điện nhưng mà ba mẹ còn không thích lắm, tại vì cái mẫu xấu quá. Chắc có lẽ không nhìn quen được. Nhưng mà nếu mà đi được xe điện đó mà nhà phố bà con, đây xe điện đó về cái tiết kiệm tiền xăng dữ lắm à. Rồi bên đây là công viên này, công viên Hùng Vương nè. Đó công viên Văn Lang chứ. Đường bên kia là đường Hùng Vương. Ở đây là đường này cũng là đường Hồng Bàng. À, qua đây con đường này được đổi tên lại là đường An Dương Vương rồi. À, hồi xưa bên đây phải là tòa hành chánh quận 5 nè. Còn chiếc này là chiếc VF8. Trời ơi, chiếc VF8 này nó khác nha bà con. Cái phân khúc này là phân khúc cao cấp của VinFast xe điện đó. Chiếc VF8 này là cũng cả tỷ đó nha bà con. À, chiếc này nó lại không rẻ nha. Chiếc này là hơn tỷ đó. Bây giờ như nó ra chiếc VF9 rồi. Nghe đâu là 2 tỷ mấy á. Còn chiếc này phân khúc nó khác à. Chúng ta đang đi trên con đường An Dương Vương. Bên tay trái này xưa câu lạc bộ Sĩ Quan đó bà con.
Bây giờ người ta ra mấy cái dòng xe mà hai bớt đó rồi, vừa xăng mà vừa điện nữa, mà 30 rồi không biết nên có nên mua xe đó không? Tại vì nó lai lai giữa, sau này nó khó hợp thời lắm. Rồi con có bác biết tại sao 30 rồi nó khó hợp thời không? À, nó giữa xăng, nó vừa giữa điện. À, thì cái giai đoạn này là giai đoạn quá độ. Nhìn chung á, xin thưa bà con bác, tương lai sắp tới đây á, thì cả thế giới nó từ từ nó cũng chuyển qua xe điện hết à, chắc chắn một điều như vậy, mà không biết lúc nào thôi. À, đây chợ An Đông nè, hôm qua mình muốn vô mà vô không được nè. Từ từ là bây giờ xe buýt thì hàng Vin gì á là nó cũng làm cái xe buýt mà làm bằng xe điện rồi. À, rồi đây bắt đầu mình vô đây là trung tâm thương mại dịch vụ An Đông, nơi đây người ta gọi là chợ An Đông. Chợ này đã được xây mới lại hoàn toàn nha bà con. À, bây giờ bà con bác thấy không, sáng sớm mình đi xe vẫn có người gửi xe ít, nhưng mà tầm đến buổi trưa cái trời ơi xe bạc ngàn luôn. Giữ xe này kiếm tiền cũng ngon nữa. Bây giờ 30 còn không biết chiếc nhiêu, mà chiếc mà cỡ 10.000 20.000 như ngoài trung tâm quận nhất thôi là ta nói cũng đã nữa chứ thiệt. Đây là phía sau chợ An Đông. Con đường này người ta gọi là công trường An Đông. À, các dân bốc xếp bây giờ vẫn ngồi ăn sáng. À, bây giờ lúc này là lúc người ta đang ngồi ăn sáng hưởng thụ. Phải bắt đầu trưa là bắt tay vô mà làm việc. Ồ, quán cà phê đây dẹp rồi. Bên tay phải ba Michael đây nè bà con. Hồi xưa đây là của nhà Văn Nhất Linh ở đây nè bà con. À, kế bên là tiệm cơm gà Siêu Siêu. À, nhà Văn Nhất Linh trước khi mất đó là ở đó. Ông là một trong những nhà, nói chung là trong nhóm tự lực văn đoàn đó. Cuộc đời của ông có nhiều người ta nói là sinh ra mà không hợp thời. Ông rất là giỏi. Nhưng mà ông sinh ra không hợp thời. Còn một số người thì cho rằng ông là thôi, trường hợp này mình không kể được. Tại vì ông tham gia vào đảng phái chính trị hết, cho nên ba Michael kể ra cũng không hay lắm. Nhưng mà cuối đời của ông thì ông uống thuốc độc, ông tự tử. Và để lại một câu là năm nay gọi lại là ông không cho ai có quyền phán xử ông cả, phán xét xử tội, xử tội ông cả. Mà cuộc đời của ông để cho lịch sử hay là để cho nhân loại, nói chung là để cho mọi người tự xử ông có công hay có tội hay là như thế nào, để cho đời xử ông. Chứ ông không để cho bất cứ một ai xử ông. Tại bởi vì sao? Bởi vì nói chung ông cũng có, cũng không biết nói là sao. Nhưng mà tóm gọn lại là trước khi mà ông mất á, ngày ông mất á, là ông được là nghe tin, là nhận được cái tin là Tổng thống Ngô Đình Diệm là chuẩn bị đưa ông ra xét xử. Thì lúc đó là ông đã uống thuốc độc, ông tự tử, và ông để là cái câu là ông không có để cho ai xét xử ông cả. Đó, năm nay gọn lại như vậy đi. Chứ nhà Văn Nhất Linh này tham gia đảng phái chính trị nhiều quá, thành thử ra ba mày còn kể cũng không hay lắm, cũng không nên kể. Rồi con đường này là con đường Trần Phú nè bà con. Hồi xưa đó là con đường Nguyễn Hoàng.
trước mặt bà con cô bác có bãi đất trống á. Bãi đất trống đó là hồi đó là hãng thuốc lá mít. Hãng thuốc lá mít này là của Pháp nha bà con. À, nhưng mà có sau năm 1975 á, cái hãng thuốc lá này á, có một cái rất là hay. Đó là những ai mà từng đã làm việc cho cái hãng thuốc lá mít này nè, là được Pháp, hình như ai nói là được Pháp bảo lãnh qua bên Pháp hết đó bà con. À, không biết cái đó điều đó có đúng hay không thì ba mẹ còn không biết. Nhưng mà những ai mà trước năm 1975 á, có từng làm ở tại hãng thuốc lá mít này nè, thì đều được Pháp tìm cách đưa đi qua bên Pháp. Cái chuyện này thì ba mẹ còn không biết nha. Gia đình ba mẹ còn cũng không ai được nằm trong cái diện đó, tại vì không có làm trong hãng thuốc lá mít. À, chỉ nghe nói thôi, cho nên không biết là có các cô chú anh chị và các bạn nào đã có như vậy không, thì các bác comment xác nhận giúp ba mẹ con. À, con đường này đường Lê Hồng Phong. Đường Lê Hồng Phong này là con đường B Chuất Ký. Bên tay trái ba mươi gò đây là cư xá Quả Xa. Đây ngày sau ngày 30/4 là có để lại chiếc phi cơ, hình như là chiếc phi cơ quan sát rồi phải, trên con đường Nguyễn Hoàng này. Rồi, bên tay trái này là công viên Âu Lạc. Công viên Âu Lạc này hồi xưa đó là vườn bông Khải Định đó bà con. À, công viên này là được công binh Đại Hàn xây dựng á, cho nên được còn gọi là công viên Đại Hàn. Ở đây là ngã 6 Cộng Hòa nè. Rồi, ba mẹ cậu quẹo phải qua đây. Bên đây phải ba mẹ cậu đây là trường Về Chút Ký nè. Bên đây phải này là đường An Dương Vương nè, xưa là đường Thành Thái. Bên đây cổng này là cổng của tổng nha cảnh sát nè. Cổng này là gọi là cổng của cảnh sát đặc biệt. Đặc biệt là trong tất cả các cổng, cổng này là không có tuần cảnh gác trước năm 1975. À, cổng đó là cổng ra vào tự do đó bà con. À, không có tuần cảnh gác. À, những người mà đi ra đi vào đều mặc thường phục hết. Vì lý do mặc thường phục cho nên thành nữ ra cổng đó là ra vào tự do. Rồi giờ ba mươi cầu quẹo trái. Con đường này là đường Nguyễn Trãi nè. Đường Nguyễn Trãi này thì quẹo qua đây thì con đường này hồi đó nó mang tên là đường Võ Tánh. Bên tay phải này có cái chung cư rồi bà con cô bác có biết được cái chung cư này hồi xưa là nó từng là cái gì không bà con? À, ngay ngã tư đường Võ Tánh với đường Cộng Hòa, đối diện xéo, đối diện qua bên tổng nhà cảnh sát. Bà con cô bác nào có nhớ được cái building đó hồi xưa nó là cái gì, bà con bác nhắc giúp ba Michael nhé.
Rồi con đường này đường Nguyễn Cảnh Trân nè. Đường Nguyễn Cảnh Trân này quẹo tay phải vô là xin thưa bà con bác trước năm 1975 đó, thì nơi đây là cư xá của cảnh sát quốc gia. À, tại vì con đường Võ Tánh ngay đây nó nằm giữa hai bên tay trái ba mươi cầu đây là bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, và bên tay phải của ba mươi cầu là như là đó là nhà cảnh sát đô thành Sài Gòn á, cái thời ở đây còn gọi là tổng nhà cảnh sát á. Còn đây là cà phê Ba Uống Ba nè, nổi tiếng với Việt Kiều lắm, Việt Kiều về nước là thường hay ghé quán này. Mình vào được Nguyễn Cơ Trinh luôn đi. Đây, 30 cầu đang đi trên con đường này, đường Nguyễn Cơ Trinh. Trước mặt, ở đây hồi xưa có bãi rác bự lắm bà con, cho nên đây người ta gọi là chợ xả rác đó bà con. Chợ xả rác nha, chứ không phải xả rác nha. Xả rác với xả rác hai cái nó khác nhau nhiều lắm à. À, chợ này là chợ xả rác. À, đường này đường Trần Đình Xu nè, đó đường Phát Diệm nè. Khu này hồi xưa toàn bộ là mồ mả. Sau này bắt đầu người ta trước năm 75 rồi người ta mở rộng con đường Nguyễn Cơ Trinh này ra, người ta làm cái bến xe. Bến xe này nó có trước bến xe Bê Trúc Ký luôn nha bà con. Đó con đường đây nè, hồi xưa đây là một cái khu này, nói chung toàn bộ khu này là mồ với mả không à. Người ta nội gọi là cái khu Mã Lạng đó. À, nhà ở đây có cái nhà nguyện cầu kho, giờ cái nhà nguyện nó cũng đập rồi. À, bên tay trái mà mày cầu đây là có cái đạo cầu đài nè, Nam Thành Thánh Thức, à, nó là Thánh Thức cầu kho năm xưa đó. Đây là cái nơi mà xuất phát ra cái đạo cầu đài luôn đó bà con. Thánh Thức cầu kho đó là cái nơi đầu tiên của đạo cầu đài, cái thánh thức đầu tiên của đạo cầu đài trước kể cả trước khi có tòa thánh Tây Ninh luôn. Xe có kèn đỏ lắm mà con, mình qua đường hay gì đó mình bấm cái ta dừng lại liền mình giống như bạn mình xin đường á. Ở đây tiệm vàng Kim Mai, tiệm vàng Kim Mai này cũng nổi tiếng lắm nè bà con. À, Việt Kiều Úc hay là dân gì đó là hồi đó nha, chứ giờ không biết nha, là đổi đô á, là ghé tiệm vàng Kim Mai này đổi nè, mỗi lần về đổi đô á, ghé. Nhưng mà giờ chắc hết rồi, từ khi mà nhà nước không có cho đổi tự do nữa chắc hết đổi rồi, giờ còn bán vàng thôi. Bên đây là hồi xưa là hãng đúc nè, gara quê hương nè, trường Hưng Đạo nè. Nhắc cái vụ vàng này mới nhớ, xin thưa bà con bác, báo cho bà con bác một cái tin rất là mừng nhưng mà cũng rất là sốc nha bà con. Tin sốc lắm á. Tin sốc với đối với những ai mà đang ôm, mà tin mừng đối với những ai chưa mua. Đó là